Sáng ngày 20 tháng 7, khu vực Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa trở nên đông đúc hơn bình thường vì phiên xét xử sơ thẩm vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Bên cạnh lực lượng chức năng còn có sự xuất hiện của rất nhiều YouTuber, người dân hiếu kỳ. Theo báo chí đưa tin, một YouTuber tên Thi đã lặn lội đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An từ chiều hôm qua, nghỉ lại qua đêm tại nhà nghỉ để chờ sáng sớm đến tòa án livestream. Cùng với đó, không ít người từ các địa phương lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn, phương tiện để đến đây theo dõi phiên tòa. Quán nước đối diện tòa án trở nên đông đúc lạ thường, người ngồi chật kín. Ai nấy đều lăm lăm điện thoại trên tay, liên tục nói chuyện với cư dân mạng, bàn luận về ông Lê Tùng Vân và các đệ tử. Đây là cảnh tượng gần như chưa từng xuất hiện trước khi xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Biết trước sẽ có lượng người lớn đổ về, cơ quan chức năng đã điều động khoảng 100 cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động để đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ có người trong diện triệu tập mới được vào khu vực xét xử, yêu cầu phải được soi chiếu an ninh cẩn thận. Năm bị cáo bị tạm giam trước đó được đưa đến tòa bằng lối đi riêng. Khoảng hơn 8 giờ, ông Lê Tùng Vân đến tòa cùng 5 luật sư, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khá yếu, đi lại được cảnh sát và người thân dìu. Dù vậy, thần sắc của ông Vân vẫn rất bình thường. Đến 8 giờ 30 phút, phiên tòa bắt đầu xét xử. Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Tịnh Thất Bồng Lai cuối ngày 20 tháng 7 sẽ tuyên án với từng bị cáo. Trước đó, hôm 30 tháng 6, ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, vì vắng quá nhiều nhân chứng nên đã phải tạm hoãn. Trong suốt thời gian qua, dư luận mong mỏi biết được kết luận cuối cùng về vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai. Đó cũng là lý do phiên xét xử hôm nay được chú ý và thu hút nhiều người đến trực tiếp như vậy.